Thông tin, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa tiếp nhận một bệnh nhi nữ 7 ngày tuổi, cân nặng lúc sinh 2.500 g, được chẩn đoán sốt xuất huyết nặng với tiểu cầu giảm. Siêu âm có dịch ổ bụng, dịch màng phổi hai bên phải 12mm, bên trái 9mm. Sau 11 ngày điều trị và chăm sóc tích cực, số lượng tiểu cầu tăng lên 100 g trên lít, rối loạn đông máu trở về giá trị bình thường, hết tràn dịch ổ bụng và tràn dịch màng phổi, hiện bé được xuất viện. Theo bác sĩ Trần Duy Mạnh, bác sĩ điều trị trực tiếp cho biết, sốt xuất huyết đen ở trẻ sơ sinh rất ít gặp. Biểu hiện lâm sàng ở trẻ sơ sinh không điển hình có thể dẫn đến chẩn đoán nhầm với các bệnh lý khác. Theo dõi và điều trị không hợp lý có thể dẫn đến các biến chứng nặng, thậm chí tử vong. Trao đổi chi tiết hơn về ca bệnh này cũng như tình trạng sốt xuất huyết ở trẻ sơ sinh, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Diệu Thúy, chủ nhiệm bộ môn Nhi Đại học Y Hà Nội, đồng thời cũng là bác sĩ khoa Nhi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng, trẻ sơ sinh hiếm khi bị sốt xuất huyết và biểu hiện đơn thuần, thường chỉ sốt chứ không xuất huyết ngoài da. Trẻ sơ sinh có nguồn lây từ khu vực sinh sống thông qua một phút nào đó. Để điều trị sốt xuất huyết cho trẻ sơ sinh vẫn cần phải theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Thứ nhất là trẻ sơ sinh thì hiếm khi sốt xuất huyết, hiếm khi, cho nên là các bác sĩ thường không nghĩ tới. Nếu nghĩ tới thì đơn giản ngay mà không nghĩ tới. Thứ hai nữa là cái biểu hiện của nó rất là đơn thuần, là chỉ thường là sốt không thôi, chứ nó không xuất huyết ngoài da. Chứ nếu nó xuất huyết ngoài da ấy, thì đã rõ rồi, nó nặng rồi. Bản thân đến trẻ đến khoa trước thời gian thì cả nó chỉ có sốt đơn thuần thôi. Sốt mà 3 ngày mà không tìm được nguyên nhân thông thường khác, hơi đặc biệt so với những trẻ khác. Cái thứ hai nữa là người ta thì thấy là trẻ sơ sinh ấy, thì cái đứa trẻ này nó mới về nhà được có 3 ngày thôi. Thế thì mẹ kiểm tra lại không xuất huyết. Nó sẽ bị cái nguồn lây là từ mũi cắn. Đấy, nhưng chứ hoàn toàn là cả bố và mẹ kiểm tra đều không xuất huyết gì cả. Cái nguồn lây là cái địa phương bên sau. Mặc dù là đứa trẻ em từ 8-9 ngày là được bố mẹ coi như là bế suốt ngày, là chăm sóc suốt ngày đấy. Như là một phút mình sơ sẩy ngại thì nó vẫn bị mũi đốt thôi, nó không phải là nguồn lây từ bố mẹ. Đấy, cái thứ hai nữa là thường thì người ta sẽ xuất hiện thấy là tiểu cầu thì giảm, tức là một cái yếu tố để nó làm ra cái xuất huyết đấy, thì đứa trẻ này chưa trượt tiểu cầu lại không giảm. Tuy nhiên thì nó lại có những cái gọi là triệu chứng trồng lớp, nghĩa là nó vào nó lại có hắt hơi, sổ mũi, cho nên là vẫn nghĩ là một cái bệnh những virus bình thường, ví dụ như là viêm hô hấp. Nhưng vì sốt 3 ngày và thấy cái không loại trừ được các bạn chị, vì trong đường tận mình đang dịch tễ, hiện nay mình đang đặc biệt là khu định công ấy, là đang còn vùng sốt xuất huyết, cho nên là các bác sĩ đã làm loại trừ và phát hiện sốt xuất huyết. Như vậy thì cái cảnh giác là đối tượng nào cũng được sốt xuất huyết, chứ không phải là chỉ trẻ gọi là 2-3 tuổi đấy bị, mà như vậy là mình sẽ cảnh giác những trường hợp sốt bây giờ. Thứ nhất là phải loại trừ sốt xuất huyết, thứ hai là vẫn còn tồn tại COVID. Giờ bản thân khoa chị cũng mới phát hiện ra một ca COVID xong. Đấy, tức là ý chị nói là không phải là mình đã quên đi, mà những cái sốt mình đang nghĩ những cái bệnh thông thường hoặc là những trở lại như cúm đấy, vẫn phải để ý cho sốt huyết và để ý những COVID, bởi vì nó vẫn lác đác xảy ra, chứ không phải mình quên tất các bệnh đấy thì mình lại đi điều trị những cái bệnh khác. Đấy, thế còn điều trị thì nó giống nguyên tắc thông thường đấy bạn, điều trị nó nguyên tắc thì giống như thế là sốt huyết thông thường thôi, là theo dõi có giảm tiểu cầu hay không, chế độ dinh dưỡng nó như thế nào, và cái đứa trẻ này sau và theo dõi là hoàn toàn điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế như thông thường thôi, vì đứa trẻ này bản thân mình phát hiện ra còn nó không quá nặng. Cho nên là bọn chị chỉ điều trị trong khoảng 5-6 ngày thôi thì nó ổn. Sau khi bạn bù dịch này, bọn chị cho nó chế độ dinh dưỡng tốt này, theo dõi sát đứa trẻ và điều trị những viêm mũi họng của nó, thì là đứa trẻ sau khoảng 5-6 ngày là đứa trẻ đã được viện bình thường. Trước đây, khoa sơ sinh Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng tiếp nhận 3 bệnh nhi, gồm bé trai 16 ngày tuổi, hai bé gái 4 ngày tuổi và 7 ngày tuổi nhập viện do mắc sốt xuất huyết. Trong đó, em bé 4 ngày tuổi là trường hợp nhỏ nhất mắc sốt xuất huyết được ghi nhận tại bệnh viện này. Bé nhập viện do bị vàng da, sau đó 24 giờ có dấu hiệu sốt, nhiệt độ cao nhất là 38,5 độ. Kết quả xét nghiệm tầm soát loại trừ được căn nguyên cúm nhiễm khuẩn. Sau 3 ngày theo dõi tại viện, em bé bị hạ tiểu cầu, gia đình xin chuyển tuyến trên điều trị. Còn em bé 7 ngày tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tím tái, sau đó mới bị sốt. Xét nghiệm sốt xuất huyết kết quả dương tính. Do em bé sinh ở tuần 37, nặng chỉ có 2,6 kg, có nhiễm khuẩn sơ sinh nên phải điều trị hồi sức tích cực 4 ngày. Theo các chuyên gia y tế, hiện tại đang là thời điểm dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp. Số trẻ sốt xuất huyết đang đến khám hàng ngày ở các viện có xu hướng gia tăng. Do đó, để bảo vệ bản thân và gia đình, hãy tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đậy kín dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Diệt loang quang bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn. Thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước. Loại bỏ vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.